Hôm nay, ba chuyến bay của Bamboo Airways đã đưa 429 thai phụ và người thân là người Lâm Đồng ở tại 11 tỉnh thành phía Nam về quê, nhiều nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón công dân ở các tỉnh phía Nam về quê bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong đó thì có 243 thai phụ và 37 trẻ em. Tỉnh Lâm Đồng đã bố trí xe cứu thương và nhân viên y tế ứng trực tại sân bay Liên Khương để tiện chăm sóc theo dõi sức khỏe cho các thai phụ. Sau khi xuống sân bay thì các thai phụ và người thân đi kèm được đưa đến những khu cách ly tập trung.